Alo, xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia kiếm token SAX. Đây là một dự án chia sẻ khoảng 30.000 đô la token SAX, còn SolarX các bạn nhé. Dự án này mạng Solana. Chúng ta sẽ làm ở trên web nhé. Yêu cầu các bạn phải có một cái ví, gọi là ví Solet. Ví Solet. Đấy, mọi người log in vào cái ví Solet. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào đây, chúng ta ấn vào cái ví Solana, mọi người copy lấy ví nhé, dán vào đây. Bạn nào mà chưa có là phải đăng ký nhé, email ấn vào rồi. Rồi, dưới này thì chúng ta sẽ làm một số nhiệm vụ để chúng ta kiếm cái này thì tích vào là nó tích V thôi, tại vì là nó yêu cầu chúng ta sign up to our newsletter thì chúng ta sử dụng cái email lúc nãy rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ follow Twitter. Rồi. Chúng ta ấn vào chia sẻ lên Twitter. Chúng ta theo dõi discount. Vượt qua captcha nhé. Verify. Đấy, mọi người ấn vào đây để verify nhé. Còn nó có cái captcha ở đây này. Dạo này cái captcha này của mình không hiện, không biết là tại sao luôn ấy mọi người. Đây nó thể hiện như thế này nhưng mà mình có thấy hiện đâu nhỉ? Đấy, nó vào đây là nó hiện một cái captcha ở đây này. Nhưng mà mình không thấy cái hiện captcha dạo này, không biết là cái captcha của mình có vấn đề gì nữa. Không thấy hiện luôn. Bỏ qua cái này đi nhé. Ở dưới thì chúng ta sẽ thấy một cái link giới thiệu bạn bè này. Các bạn copy là link giới thiệu bạn bè, các bạn kiếm được càng nhiều point càng tốt nha. Cái này hình như là dành cho top 1.000 ấy. À, random. Cái này là random mọi người nhá, quay ngẫu nhiên chứ không cần phải top tép gì đâu. Hoàn thành nhiệm vụ là được nhé, là quay ngẫu nhiên. Nói chung là các bạn kiếm được càng nhiều point thì các bạn sẽ càng nhiều cơ hội để chúng ta trúng hơn thôi. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu bạn nào mà chưa tham gia dự án này thì các bạn làm ký và làm theo hướng dẫn của admin để tham gia nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé. Mình sẽ update những dự án mới khác lên kênh. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.